bắt nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế đập tôm của ông Đoàn Văn Vương. Kính thưa quý vị, tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại đầm của ông Đoàn Văn Vương. Công an Hải Phòng xác nhận, ông Khanh đã được mời đến trụ sở Công an thị trấn Tiên Lãng để tiếp nhận quyết định bị khởi tố và bị tạm giam 4 tháng. Chiều hôm qua, ngày 22 tháng 10, cơ quan điều tra đang thực hiện lệnh khám xét vào trụ sở nơi làm việc và tại nhà riêng của ông Khanh. Xin được nhắc lại những sự kiện trong vụ án Đoàn Văn Vương. Vào ngày 5 tháng Giêng năm 2012, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế tài sản tại khu vực đầm nuôi thủy sản của ông Đoàn Văn Vương ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng do đã hết thời hạn cho thuê. Tuy nhiên, sau nhiều lần khiếu nại lên các cơ quan chức năng về quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng mà không có kết quả, ông Đoàn Văn Vương và một số người thân đã có hành vi chống lại người thi hành công vụ, làm cho 6 công an và quân đội bị thương. Ngày 6 tháng Giêng, ngôi nhà của ông Đoàn Văn Quý là em trai của ông Đoàn Văn Vương không nằm trong khu vực bị cưỡng chế nhưng đã bị phá bỏ. Đến ngày 8 tháng 2, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản để điều tra vụ phá nhà ông Đoàn Văn Quý. Liên quan đến vụ án này, ngày 7 tháng 2, Thành ủy Hải Phòng quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng và ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Hết thời gian bị đình chỉ, ông Khanh được cho làm chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng cho đến thời điểm bị bắt tạm giam.